Rồi. Giọng viên giỏi của trong official. Hiện giờ thì diễn viên của xóm em mới tới có một nửa thôi. Tại vì là mời đi mời đóng phim. Mấy cô tưởng sáng sớm đáng 6 giờ vô nhà một lần, 7 giờ vô nhà một lần, 8 giờ vô nhà ba lần. Đạo diễn chưa tới. 9 giờ tới 9 giờ là 4 lần đi về sạch cân. Đạo diễn vô. Bây giờ phải chạy đi kêu từng người nữa. Không bỏ nấu ăn nấu uống luôn mà. Đạo diễn á, bà đạo diễn bỏ mẹ tức giận lắm cả nhà. Trời ơi đi về rồi đi điện thoại đi kêu nữa. Anh nghe không? Sáng sớm là mấy cô đi vô hết rồi. Đi về 7 giờ vô tiếp, 8 giờ vô tiếp, đi về 9 giờ vô tiếp nào cho biết tới lúc anh vô. Chỗ đây mót ghê. Bà bố dạy nó vui rồi đó. Đó, đúng rồi, bố nè. Diễn viên Nguyễn Thị Bốn Con. Đáng về gì? Đáng về nhiều chuyện. Bố vô. Cái gì chung chứ? Ý là bà vô bà thỏa của thỏa nghe. Bà đi chậm chậm vô. Chừng chú yếu, ý là có chuyện chừng chú yếu nhiều chưa tôi nghe hán tới từ ra gì. Bà bấm thoại nữa được không nè? Nói đây. Chừng chú yếu. À, bà giòn giòn tôi ngó cái chuyện gì xong tôi vừa liền. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy cho tôi chứ. Bà vô nó nhỏ nhẹ mà nghe bà đây. Nói đây. Tôi hắn cái chuyện gì. Vô nước kìa, vô nước kìa. Chồng nó gây lộn mà có quá. Không có vợ chồng. Bà vô này con đi chi. Không có vợ chồng đi chi. Ủa trời. Ý là bà vô này bỏ này. Chuyện gì yếu rồi. Thấy không, diễn viên đáng ghê chưa? Tạo lắm á, số mềm tạo lắm á. Hú, kế là mấy cô tập trung đông lắm, gì ba? Bà đi chợ đi. Bà đi chợ đi. Bà đánh qua đi chợ đi. Đi chợ đi. Đi đừng đi chợ đi. Ra điện cửa đi. Bà đi chợ đi. Không, chưa, cái bà vậy nè. Ít kỹ dữ bài. Ít kỹ dữ cái bài. Chân kỹ yếu. Bà cứ một cao thôi. Chân kỹ yếu cho tôi quà cái xí rồi. Con nó về liền. Thoại của ai người đó thuộc nha. Người nào sai thoại là phạt 5 triệu. Chân kỹ yếu. 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 Chân kỹ bà bóng nó xịt vô bà bóng rồi đó được không dễ mà không bà bóng không được đâu bà bóng diễn được đâu anh cho mượn cái ghế cảm thôi em chạy về em lấy cho mượn cái ghế đọc cái ghế đi dựng lên coi thấy chuyện đó lấy mấy ké ké vô mà cố mượn nè. Vậy đi, cho tiếng cho tiếng là cho tiếng nam này ké ngầu lên đây đi. Cho một bà lên đây ngầu. Bà lên rồi. Bà nam tiện lên, cô tâm lên đây. Bà nào trẻ trẻ lên đây đi ngầu. Bà trẻ thì nó ngầu quanh. Bà lên đó ngầu làm cái gì? Nhiều chuyện. Đi đóng phim hỏi lên đó ngầu làm cái gì? Nội dung mà không hiểu ý là vợ chồng gây lộn mình đi nhiều chuyện mình đi có à đó nè bây giờ con kể là nè okay, câu chuyện là hay chứ có nghĩa là con đang livestream trong nhà mà con livestream mà lên đơn chốt đơn là mập trong nhà mấy cô ngoài này nhiều chuyện tưởng là hai vợ chồng con quýnh lộn ở trong đó cho nên tới nhiều chuyện vậy thôi mấy bà thì biết em livestream chỉ có anh với bà kia là không biết thôi chứ bà đang biết thôi do là anh tới xa rồi ấy mà bốn tám tiền tới về chuyện gì chuyện gì vô coi thử mà quay lồng ruộng vô nè vô đi quay vô trước quay đứng bà hắn vô ngay chuyện bà hắn nè đó quay đi tập lẹ đứng im đó đó đứng rồi đứng rồi đứng rồi ta là vậy tầm nó mới lo ồ ồ nó chốc nó lượn ngày nó chốc đơn này nó đi vậy cái nào cái cầm ngay cái xoắn cái này cầm ngay cái xoắn cái chọn cái đầu á rồi chốc cái bùm một cái xoong tròn đó cái bùm đầu cái xoong tròn này đâu bà ta là nó mới trời vô con lấy cái xô nó trộn vô cái động giữa nó mà bà nói tôi vô cái con nó lộn cái gì nó lộn bay bà bốn bước vô chân cản tôi ý cho tôi con không nhiều tiếng chạy nó chỉ không không chưa à đúng đâu kệ bà đúng rồi đó bà nói bà vô nè chân cản tôi ý vô đó này là quay quay cậu thương thôi đi ra đi chợ đây mà nhiều chuyện quá đứng còn ra ngoài mà về đi muốn lộn muốn lộn chỗ này đứng đây nữa ít kỹ vậy bay ít kỹ về vậy bay à, được mà rồi ok ít kỹ dễ thương mà bà ra tôi con này bà hắt tôi chứ bà đứng đây này bà hắt tôi ra chứ tôi chạy vô bà hắt tôi ra bà xô tôi té luôn không hiểu không thì bà đứng bà sót tôi luôn đứng sót bà đẩy tôi ra từ bình nam này bà đứng bà hắn không mà xô con ta bà đẩy mạnh lên
vợ chồng nó lộn luôn đó hả? Vợ chồng người ta gây lộn đi nhiều chuyện đi vô. Đi nhiều chuyện. Bà mày đứng khoa làm cái gì? Đi trả cho tụi con nè. Đứng đây. Lẹ đây, lẹ ông băng nè, bà ba. Tiên, vô Tiên. Đứng không được. Đi nhiều chuyện mà bận vô đồ giùm nó nổ dữ vậy trời. Không, bà nó khỏe khỏe rồi. Này, cô băng. Cô băng khỏe rồi dạ. Không, không, đứng ghế, đứng ghế cho cô lên đây ngồi đi. Cô ngồi, cô lấy cái tay cô giữ trên đây là sao? Không có làm một cái gì hết khỏe. Ngồi kể mà, để hai cái tay nó đu vô luôn. Cái nón này nó mới đẹp nè. Anh nghe qua bữa lấy nha nè. Non á, tôi lấy non á. Giữ cái tay đây là ra cái đầu vô. Ra cái đầu vô nhà cô á. Đó, đó, vậy vậy đó, hắn mà. Đang hắn cái trạng mà. Không, không, không bây giờ anh phải phân ra người nào cái nào cái nào vậy chưa tự nhiên ngồi vô trang qua mặt trang luôn không cái chân vậy mà cái mày cũng quay vô trang không trang luôn cái chân luôn không không, không một chân trang một chân không, ngoài không, không, không. Một chân trang chân ngoài để cho tao luôn vô cái lưng luôn đó ngồi đó vô chậm ở đây tìm dưới nhà đó chứ không phải chỗ này đâu ngay dưới nhà đó đầu vô nhìn trong nhà nhìn ngồi lại cái mông cái đàng hoàng đen té này không sao mở màn phim rồi quay từ cái đít đi ra có bị phóng cổ không mày đâu ấy là bị gì đâu ấy là quay từ ấy là quay cái máy đây à anh chẳng mà năm mà đâu quay mà thấy phụ nữ ngon không không là cái bà nó đi vô Đâu, tiếp nè, tiếp rồi tới gì nữa nè. Em chơi đứng như này nghe. Rồi cô đứng như cô chơi rồi cô đi giữa. Anh cái ta bí tay tay. Lại đi con lại đứng đi. Vô đứng đi vô mày cháy đi mẹ tính vô. Bà muốn vô. Không bà chưa. Bà lúc bà cứ căng tôi với bà này đứng nói là một cái chạy bà chen người thấy hết. Bà lúc vô cũng không được. Cái chân tôi nè, cái chân tôi yếu cho tôi hắn xíu bài. Bà thấy lúc nào mà vô lúc nào cũng được, là mình phản ứng thì bỏ thôi. Cái ghế là bà. Cái bà thiết tới lại bà nói. Đang ghế chờ cho. Chân tôi yếu sự tôi có cái. Bà le ra không? Không không không. Con bây giờ cô đứng trên ghế chờ tôi. Bà cứ xin cho bà chen thôi. Nè. Cô đứng trên ghế ngon ngon lành chứ. Cái lệnh tốt nó hóm tiện mà. Cô là cô qua là đứng cái ghế nghe ngay cái bụi kia. Đứng chỗ đâu? Đó đó. Sợ bom thấy mệt bỏ đi thôi. Không thấy. Không vượt thấy thấy. Thấy là mày sợ ngắn vô trong nhà đó. Đi. Ừ. Mười giờ nên khách chen vô mày đắng. Đi xem tôi đang phim này. Bên kia, chính giữa mà. Đó bên kia. Đó, ờ đó dạ. Đừng bả tham em. Ấy là tập trung nhiều chuyện mà. À tập trung nhiều chuyện vô. Bà đó mà chiếc bà mười mà. Bà Nam nén không? Tiếng ba, tiếng ba nén không? Đậu nóng vô. Cái nóng có bỏ đâu? Không nén nó còn nóng rồi. Nén mà. Chút xíu mà nén bài mới tập về chút xíu nó bày nó lâu nữa. Ờ, ngày chưa nấu cơm nấu mát vậy á con. Không đậu đi ăn cống mẫn. Cúng ngày thì tôm với cúng hết luôn. Tiếu giờ giờ xứ qua gì qua nhà con ăn cho nào. Đấy là lót ngoài thỏi chứ luôn. Lót ngoài thỏi chứ luôn mà nó chưa nấu cơm nó mắm luôn các bạn. Ờ, lấy cái xe đi. Em mượn xe này được không anh? Xe. Xe. Anh muốn xe cài chỉ có xe này thôi. Thế. Vô trong nhà lấy thôi à. Cái đồ lấy chim rồi để chỗ vô muốn đồ lấy chim thì có hồi nãy cái kia trời cho mấy cô diễn hả à? Không ý là nghe âm thanh do anh với má em đang cái lộn là nghe cái chõn cái là cự lộn đó rồi trẻ về lấy son nào cái gỗ tấm đất chị lấy mấy cái đồ cổ của cô á đập á sẵn gì đập á luôn không lấy đồ cổ mẹ tính sẵn chục luôn đi chị lấy cái nào với cái gió bự bự như chị lấy cái nào cũng điện mà bỏ không á không lấy cái đọt chạy cho nhanh lấy cái nào cũng điện bỏ không á hay đè đổ đồ á với một cái giá nó được à nó cái nào cũng điện giục xuống nhà nó chạy có chọn đỡ ngọc gì mà ngọc dữ vậy trời.
ở đây là mất rồi cô ba. Hồi nãy kêu kêu quay nhà kiếm sáu là con người cái gì quá. Khổ quay quay rồi não. Thời tiết gì nó nắng. Bữa nào mới đầu nắng nè, cho mà bà chín. Không mà bây giờ con hỏi thiệt nè, bây giờ mình đi đám phim mà mình có tiền với lại mình đi làm ruộng cái nào sướng hơn cô ba? Vừa không biết đáng là phải làm ruộng chứ. Không biết, ví dụ có người ta mà đi đóng phim. Phải đóng phim mà tất nhiên nó phải nhờn hơn đi làm ruộng rồi. Đó, đúng không? Chắc về đây làm bộ phim luôn, chắc một tháng có mấy cô ở đây ở nhà đóng phim luôn đi. Anh ơi, ở đây quay với tụi em hoài ê. Cái nào mà đóng phim mấy cô đóng phim tự nhiên nó lộn câu chuyện xung quanh cuộc đời. Nó có câu chuyện mà mấy bà ngồi nói cái chuyện mà cái thằng con nó bắt thiếu nó chăm con, chăm cho chăm mẹ nó mà nó chửi mấy bà tốn miếng. Mày con chứ mày nghĩ mẹ ơi mày chăm cho chăm mẹ mày. Anh đi chặt tỏn đi. Chết gì nó dài đấy chị. Sao mà không quay ổng cái show lúc ổng tài kẹo không quay thiệt chứ. Không ý là kẹt kẹt nữa. Anh biết kịch bản đi. Sớm em lại gọi là sớm ổng chồng. Đây không chồng, đây không chồng. Kia không chồng. Đây không chồng. Nhiều lắm. Đồng bộ phim số không chồng. Ừ. Đồng phim số không chồng mà hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng mắt cái không chồng anh. Thế giờ cứ hết mùa. Bây giờ chồng mắt rồi gọi là không chồng luôn. Đi làm ruộng, làm đậu, làm bắp rồi cứ hết mùa là tụ tập lại rồi ăn nhậu. Con xin lỗi, quay. Lộn bè, bè mấy chứ. Bè mấy chồng mắt. Không mà số này không chồng nhiều lắm, 30 người. Có ông nào ông để ý ông chấm rồi được có chồng không? Không quay này thì đứng lén. Rồi giờ quay trước đây mày tính tôi vô kìa. Đủ rồi á. Đủ rồi. Anh muốn nhiều hơn nữa không? Để chữ đem son đem nầu xuống đó. Ờ đâu mà đi nhiều. Có nhiều chứ e nữa đâu mà nhiều. Cô trước giờ nhiều nữa rồi giờ bây giờ là phải quay xuống. Anh phải quay xuống mà để mấy cô về nấu cơm nấu nước. Còn đợt này giờ này quay là mấy cô mới nhịn đố ở trên đây nè. Có ăn cơm luôn. Thôi tao lên nhà con nó lão ăn cái đầu. Gầm nó bao cơm luôn. Đầu xíu lên ăn luôn cái đầu sang. Anh em về nấu đi. Qua chị Nam nói vậy. Sáu qua nhà tôi ơi, qua mình không biết chuyện gì, chừng đi xuống ruộng về chị tổng nó vậy. Cô qua tính kêu bận bi đi ngang. Qua chẳng hả không biết chuyện gì. Cái này đem mic vô là cái cô chân yếu một mic mà mẹ cô một mic chả khỏi mic cho loa được rồi, cho loa dùng mic cô. Mẹ tính một mic. Rồi mẹ thuộc thoại chưa? Thì đó má nói được rồi. Đạo diễn nói rồi, cứ một người mà quen thoại là một người là 300. Là lỗ luôn á, âm luôn á. Ủa cái son đó ơ mà cơm điện ấy là chọ nó mốt rồi sao? Người ta nó mốt vậy đó mà con kia ngồi thôi. Để cho bà em. Có sần hư đó. Nghe cái thằng ngon á. Đâu được rồi đó. Thả xuống cái sần nha. Vô. Quanh cái muỗng á. Vô rồi trộn. Thả xuống cái sần là cái nó đâu. Nhưng mà bà hồi nữa con làm. Con là làm hiệu ứng âm thanh đó. Là cái chỗ con đập ngoài đường đi chăng nữa thì mẹ tính với mọi người cũng nhìn vô trong nhà nghe. Mày có nghĩa là đập trong nhà chứ mày đập qua đây nhưng cũng làm anh tanh đi cho mọi người hiểu đâu. Ngát ngát đầu hắn hắn nè. Có chuyện gì đang đó mình cho mình tự nhiên á. Chưa thấy là nó không có vui. Thấy là kêu vô đó vậy nhà trong đó có chuyện gì mà. Rồi sao? Diễn sớm nghỉ sớm. Ý là bây giờ nghe con mình có cái tấm mòn vỡ không mày? Tấm mòn vỡ cũng cũ thì cũng được, không có mòn cửa là mòn gì cũng được. Mừng bữa con thú nó có đó. Chị nó mộng quá nó đâu có là mình lấy diễn. Lấy cái hồi nãy anh Tâm cầm đó. Cái mày cũng được. Bây giờ lấy cái mày mình. Cửa đó bánh bọt cũng được. Nghĩa là che cho mình nhiều chuyện đó, tấm bọt cũng được anh. Thì vậy đi anh chứ che là anh chi. Không che. Là trong nhà mà. Chôm chôm vậy cũng được. Lấy trong nhà đóng cửa mà. Ngoài sân lót do nó có cảnh là tiểu ngoài quay ra lại đứng lên chi. Thôi chốc đi mega nó phiên lai chịu đô mấy bà. Không nghĩ trong nhà đi. Trong nhà đi chứ nhiều chuyện nghĩ sao ngoài sân mà ở ngoài đây nhiều chuyện mà nghe tao không nghe. Không mấy bà đứng qua đây tim mà anh với má em không biết thôi. Hơi mẹ đứng xa mà đứng suy diễn chuyện cái lẩu của nhà là quýnh lẩu đi vậy. Sang đâu anh mới nói là đứng lại tim mà sao cái kéo đứng lại tim mà nói quýnh lẩu. Ông mới nhiều phải mới nhiều chuyện cái thằng. Tôi mới nói tôi bà nói nó chốc gì vậy tôi nói quýnh lẩu. Cái lẩu tôi mới thấy. Được không? Vậy mẹ. Vậy là cái mạng tấm mà đĩa tủ xe đó. Nhà này của ơi thì qua nữa. Nó đắt tay tôi. Kệ cũng được. Cái mà đĩa tủ xe mà kêu chó nó mất đó. Tủ nhẹ nhẹ để che bớt cho cảnh trang thôi cho nó nhìn nhẹ giống bút vô. Vô bên ngoài mình chuyện quay phim. Ê mẹ có tấm bọt không mẹ? Tấm bọt là nó bự lắm. Không mà tấm bọt á mà sổ ra nè. Cái tấm này nhỏ nhỏ thôi vừa đủ cái cửa thôi.
còn gì nữa Phan? Một hầu nữa cái ông ra chút nữa, một hầu là ông ra chút nữa. Nào con kêu em có cái này không? Nào, có cái này không? Từ sáng giờ mới tới, biết cái lộn từ sáng giờ luôn vậy. Mới tới từ ngoài giờ tao kêu. Ừ thì tôi nói thì bà nói cho kệ tôi. Đấy là nó nói lẹ là bà hiểu không? Tính bà nó dốc lắm, bà bị chuyện mà bà đơn đẹp nên là tôi hỏi vợ bà nó. Mà thì tôi nghe, tôi ngủ tôi nghe, tôi ngủ tôi nghe. Đi chọn luận gì tôi nghe. Chị nó lố không được đây chắc không? Lố lố nè, lố lố. Tao vợ chồng nó cái lộn từ sáng vừa. Tao ngủ mà ngay đó. Nó loa lắm rầm hả? Trời, nó loa rầm rầm mà nó lựa ngày. Nó lựa ngày tốt đặng nó ly dậy. Trời ơi. Mấy đứa này mà nó cái lộn sao? Mấy đứa nó ngu quá mày. Sao mày cái sao hở lại ly dậy, sao hở lại ly dậy ta? Vậy mới nó á. Để mới nói là sao đập cái son liền. Nó dắt cái thằng chồng á, nó lấy cái nồi cơm nó đập vô cái đầu vợ nó. Cái trò không, mày xuống nó cho bà xuống nó cho tôi qua thì nói. Đi cái con nó sao. Trời đây giễu tôi mẹ. Mày xuống con ngó tôi cõng cái kìa. Không, con đang phải thọ, con đang phải thọ một cao. Ừ. Cái chỗ này của tôi gì? Bà xuống đi, bà xuống cái chỗ này. Đúng rồi, của dân, đúng nào, đúng nào. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Đứng ngang, đứng cường ngang. Đứng cường, đứng cười. Bà đụng, bà cứ thắc ra lộn, bà cứ. Ok, bà thọ, bà cười cũng được cho bà cười. Ông ấy là anh diễn mà lo bà cứ thắc ra lộn, bà cứ. Trời đâu có biết bà lại điên đâu. Cứ thắc ra lộn, bà cứ. Mày năm cừ thì mày thử mày nói vô luôn á. Tôi con cõng tôi lộn nè. Vô đúng không? Bà đãi tôi nghe. Vô đây. Vô vô. Không, kệ bà bỏ phút trang rồi bỏ trang bỏ nhân vật tự do mà. Rồi bà chưa bà trang, bà vô bà chứ, bà vô bà trang. Con nè. Dạ tôi dùm chú. Trang tôi để chạy cho cha tôi dùm cho con chú. Chân yếu thì đi. Cái bà vô tiếp biểu không có bỏ hết chết bà chung vô. Bà muốn vô lúc nào cũng được hết bà vô. Chân tôi yếu, tôi leo lên tôi qua. Bà yếu sao bà leo lên? Mày ghê lắm, bọn cái quần quạt không bọn cái gì đó. Và nhân vật vệ tinh đó. Chân phiếu. Lão lòng tăng ra. Nghe chị ơi. Ấn được lắm tình. Cánh tim nó lớn mà. Nó lỏng. Thằng chồng nó rất là kêu luôn. Ủa vô cái đầu giữa nó đâu? Có tôi nghe cái đầm này, tôi nghe cái đầm này. Mà lui ra đây, chuyện mày. Trời ơi, nó trộn cái tôi lên đó. Hả tôi nghĩ mày xuống tôi le lên tôi coi hư. Vô cổng người ta chứ. Vợ chồng người ta nghe lộn một con cái gì không biết chứ. Ui, cái này tự thân khỏi luôn. Cái này cô ơi, không có thân khỏi. Không có cái gì đâu, cái lộn đâu. Cái này là cô đâu. Cái này là cô he biết cô đang lai chim. Cô he biết cô đang lai chim sẽ dạy cô đầu. Cô he la, ông này được nè. Mày ồn quá để cho tao nghe coi. Mày ồn quá để tao nghe coi nghe. Cô biết cho tao dựng cái xe đạp. Thôi bà chồng nó không có lậu, chỉ có hơi người nhiều chuyện mới tưởng có lậu. Thôi cô ba vô nó kêu. Thế ơi mày nhiều chuyện mày về mày im coi. Thầy chứ mày, thăm. Mày im đi thăm. Lo chứ mà quay bà lo chứ nghe. Ừ. Nghe từ từ nghe, được rồi đó, để cho cô là cái mút thử nghe để mình. Đâu ok, vui vui. Rồi giải thôi, ổng giải cái khúc. Chưa, đánh phim là phải đánh đi đánh lại nhiều lần.
Đáng thì cút rồi được nó mới giấy nè. Cô đáng á, cô đừng có cô làm phân tâm. Cô bị phân tâm quá, cô quay ra cô nhìn miết, đừng nhớ quay. Bà Nam là cứ dồn mấy tâm đó thôi, đừng có dồn ra. Phải dài á, phải dồn dập liền. Ấy là do cô quên thôi. Cô vừa vô nè, cái gì nó cái lẩu cái lẩu. Nó về giờ là có chốt chốc cái câu luôn là tôi nghe nó chốc ngà nó đi dĩ. Nó tiếp luôn. Mày nói liên tục luôn, đừng có cắt cái câu đó ra. Là vừa lấy vậy cái nó cũng đập rồi. Cảm ơn, thì cái câu đó là anh sẽ lồng tiếng của em vô là trước khi câu mà em nói là nó chốc là em sẽ nói là rồi nghe chốc ngay luôn, rồi chốc luôn, rồi chốc luôn. Đó các bạn, đó là cô mới nói hiểu không? À kêu đó đó. Cứ vậy thôi, thứ vậy cô nói là nó cỡ nhau sống vợ. Cỡ nhau sống mà nói tới tôi nghe mà người tao đi suy sống vợ. Tôi ngủ tôi nghe. Mới chốc lại đi vậy thôi. Đó nó chốc lại đi vậy đâu tôi nghe. Đó nó chốc lại đi vậy đâu. Nó chốc lại đi vậy đâu. Đó nó chốc lại đi vậy đâu. Mà nhiều chuyện lắm, nói chung là bà suy diễn, có một chút xíu mà suy diễn là suy diễn ra. Rồi cô đứng cô coi kịch, cô ra cô ngồi cô qua nghe. Đứng ra nó coi kịch kì. Hay là cô ra ngoài cô ngồi người ta. Thôi để cho Việt Nam đứng đó đi. Trở về Việt Nam qua Việt Nam. Việt Nam Vậy Nam đừng có quay ra dòm tôi quay quay. Vậy chôm nó vô trong luôn. Đi nào ông nội nè, ông qua đây nè. Ông leo đây nè, Vậy Nam quýnh vô. Thấp phụ thằng hai đây. Vậy Nam mà quay ra coi như là đoạn phim bỏ luôn cái đoạn đó. Ê, là quay đi qua lại nhiều lần á. Nhiều lần tao mày. Rồi bà cứ từ bà vô, hang bà cứ thổng bà vô, rồi bây giờ bà ra. Bà bóng đến đây đi, chừng nào vô con đẩy vô. Chừng nào bà bóng, tới bà bóng con đẩy vô, ok. Rồi mọi người xôm lên nha. Cô ba rồi, cô he rồi là thấy ông cha nội này vô là hết đuổi ra. Cái mày ồn quá mày nhìn mày ồn quá mày để tao nghe coi. Rồi vô nghe. Rồi cố gắng nha. Cái em nè. Rồi nhớ được nha, chưa chưa. Đổ bệnh. Mẹ đứng trước cái đầu xe mẹ. Ê mẹ đừng đứng trước cái anh Phan là bị che nha. Rồi nha. Đứng đây hả con? Không bằng cái vô chỗ cũ thôi mà đi đường đó từ đó qua đổ bệnh thôi mà. Từ từ mới chạy chưa không diễn mới vô con. 3 2 1 bấm. Hiểu. Cô diễn đứng ở chỗ giữa đó cô như hồi nãy đó. Mình chỉ đổ bên thôi. Đấy là cô đứng ở chỗ đó thôi. Thế là mẹ đứng ngay đó mày nhiều chuyện mày dòm vô đó là ông tự động vô mà còn mẹ đứng đi luôn. Vô trước hiểu không? Mày trái vô xa. Rồi, đi. Chưa. Mấy đứa về nè. À, bây giờ diễn một cái là mấy cô nhón nhó dồn trồn qua trồn nẹ luôn nha. Chứ để đứng bất động á. Được chưa? 3, 2, 1, diễn. Ta dự tầm nó cái lộn từ sáng giờ. Cái lộn nào, cái lộn biết vậy nè. Đâu, nó lựa ngày rồi, nó lựa ngày nó đi vậy rồi. Cái gì đó thằng chồng lấy cái xong đập vô cái đầu giữa đó nghe không? Trời ơi, lộn bộ lực dữ vậy. Bị khẩn quá, bị khẩn mít. Quá đâu. Có nghĩa là khi mà cô nói, khi mà sau cái câu mà anh nói là sau câu anh cháu nói là từ thứ gì kêu giúp cỡ lộn từ sống đến giờ. Này anh quên thoại. Không phải là anh quên một câu là anh quên một câu là sao bà biết sao bà mới ra mà bà nghe. Quên thoại. Mẹ thấy đây. Anh quay cái câu đó thì mẹ tính chờ anh nói cái câu đó thì bà vô. Mà bà chờ hoài không đó anh nói cái bà nó nói cái câu chốc này như vậy rồi. Rõ ngàn sẵn sàng rồi đó, quay nhanh lắm. Rồi nha. 3, 2, 1, diễn. Tạo vậy tầm nó có lộn từ sáng giờ. Tôi mới thấy bà tới đây tôi biết từ cỡ lộn. Tạo nó có lộn mà tôi ngủ mà tôi bật dậy á. Trời nó lựa ngày rồi, nó lựa ngày nó ly dị rồi. Nó ngày nay nó chốc luôn á.
nó lựa ngày rồi, nó chốt rồi, nó dị rồi, ngày hai xong rồi. Tao lên đâu? Thằng chồng nó đập cái nậu điện con điện vô cái đậu giữa nó nghe không? Trời, tao mấy bà đứng bực qua bấm con mày, nó lấy ra cái kia. Đi điện nghe nè, đàn ông mà. Cô, chú xuống chạy chú le lại chút qua chú dùng con người ta. Cái lậu mày cương mày. Cha tôi nghe, chỗ nãy đi đúng mà đâu không? Chỗ đi 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 chỗ ừ xíu luôn á, trời ơi mày. Nè. Cô văng xuống nhanh vậy. Vừa hứa, vô cặn nữa. Vô quay cặn nè. Mấy con nước đi, mấy con nước đi. Nó anh này vậy nè. Anh này vô đám đi chứ. Đâu có phần đoạn nhiều chuyện không? Mấy cái muỗng vô chưa xử. Mày bố mày làm số này số nhiều chuyện, đừng làm số con chồng. Mà nhiều chuyện thiệt. Nhiều chuyện ở đây là có nhiều chuyện để kể. Cầm cho con nè. Chứ không phải nhiều chuyện là giờ mình tám chuyện đâu. Giá cũng ổn được đó. Ừ. Bốn thoại nhỏ quá, bốn nó đỡ nhỏ quá. Không được, không phải, không phải, giờ cái mic chứ. Dạ dạ bà bốn đâu đeo mic đâu. Không, phải giờ giờ mà bà rung rung bà nói to to lên nó nghe mới bất cười. Không, cái nó nổi cái tiếng quả lên đó. Tình trạng tội yếu quá rồi, này né, tội hán thử chứ. Tự nhiên mà. Tội hát cái thằng này cái nó ngon quá. Sao rồi đó hả? Chưa nè. Chữ sao đi về cũng phân đoạn thôi. Giờ còn quay cận mẹt nữa là sao? Ừ, ờ. Cô sửa lại nó lựa, cô thật đấu lại nó cao là vô cặn của nó là đó, nó chốt ngà đầu, nó chốt ngà chuẩn bị nó ly dị đó. Nó có tiếng lựa, chốt ngà đừng nó lựa. Lựa là tiếng ưu quỳ. Bữa nào mình quay cái đoạn phim mà Hòn Sống có ý đồ dị, nó có câu thoại hợp lý hơn cái chó. Vô cặn nha, cháu diễn là đầu vô bác quay cặn em. Dạ. Mạnh không em? Nhà là mấy cô vô chỗ vị trí luôn á. Rõ nghe. Mình đẻ như nã hả? Rõ em. Quay cái này mới vay rồi, anh kia. Bên đài đang đi đóng phim. Bên này đi đóng phim, khó đi làm ruộng. Tính mình khó làm ruộng nữa. Thấy mà ông chim vừa ông đóng phim sao mình chiều đó, cái thằng nam tuổi đó. Lâu chờ xíu cả nhà. Chị chăm. Dạ bây giờ bà con mình nghỉ giải lâu. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, nén nó lên đỉnh đầu rồi, không quay nổ nữa mấy chị ơi. Nên giờ mấy cô đi về nấu cơm. Sao là 4 giờ, hẹn 4 giờ ở đây quay tiếp. Chứ giờ nó nén quá quay không nổi. Quay là xỉu hết luôn á. Chào mọi người nha. Mọi người nhớ đón xem coi nhau cả nhà ơi.